Kính chào quý vị khán giả, mục tìm hiểu nghị quyết của Đảng ngày hôm nay. Mời quý vị khán giả theo dõi tiếp nội dung nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ba lớn, một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 2. Hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia. Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra, khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia. Khuyến khích các công ty đa quốc gia đặt các cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Hoàn thiện pháp luật chính sách về tài chính, tiền tệ, thanh toán điện tử, quản lý thuế và các dịch vụ xuyên biên giới phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số. Hoàn thiện chính sách đặt hàng sản xuất và mua sắm công đối với các sản phẩm công nghệ số do Việt Nam sản xuất. Ban hành các chính sách hạn chế các tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo lập hành lang pháp lý cho việc triển khai các mô hình lao động, việc làm mới trên nền tảng công nghệ số và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xử lý kịp thời các thách thức đặt ra đối với phát triển xã hội, thúc đẩy việc tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Xây dựng và triển khai chiến lược quốc gia về phát triển các doanh nghiệp công nghệ, ưu tiên phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao, thực hiện thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam. Xây dựng hoàn thiện khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh bền vững, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, hệ thống hạ tầng dữ liệu, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của đô thị thông minh, xác định rõ lộ trình thí điểm và lựa chọn các đô thị thí điểm, đô thị thông minh, cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh, bảo đảm tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. 3. Chính sách phát triển cơ sở tầng thiết yếu, triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn quốc, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ và thống nhất, hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy ổn định của nhà nước và doanh nghiệp, đầu tư trang bị các hệ thống thiết bị thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu công. Quy hoạch xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung, tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp. Hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các hệ thống thanh toán số, quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hình thức thanh toán trực tuyến qua biên giới. Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn an ninh mạng, xây dựng và triển khai có hiệu quả nghị quyết số 30 NQTU ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia. Nâng cấp hạ tầng các ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trước hết là hạ tầng năng lượng và giao thông, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. 4. Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ công lập, xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trên cơ sở áp dụng mô hình quản trị mới theo thông lệ tốt của thế giới. Áp dụng các cơ chế chính sách đặc biệt có tính đột phá đối với các trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh, khuyến khích các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia làm nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất và đời sống. Tạo lập đồng bộ và kịp thời khung pháp lý và các hệ thống chính sách để triển khai và phát triển các công nghệ mới, xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện mô hình và cơ chế chính sách để tạo sự phát triển đột phá đối với các khu công nghệ cao, trên cơ sở các khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển các khu đô thị sáng tạo đạt đẳng cấp quốc tế, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh thành lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, trước mắt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư được quy định tại nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị. Những nội dung tiếp theo của nghị quyết này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trong mục này lần sau. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.